xong rồi cô mời các con cho vào đĩa đúng số của mình, sau đó bày vào trang trại nha. Và chúng mình có thể đứng xung quanh để ngắm cái sản phẩm mà chúng mình cho các bạn làm nha. Ôi cô, có một quả trứng mì rơi ạ. Có một quả trứng chỉ ngon. Không sao, con trứng này bị lệch. Con này bị lai cà. Mẹ thì con là mẹ. Chúng mình cắm trứng xung quanh này để ngắm nhé. Con cũng bị lai cà. Con đặt vào trang trại. Mẹ mới nhìn thấy. Ngoan nhé, ngắm và xem những quả đẹp nào đẹp nhất nha. Chờ với bạn một chút nhá. Bạn lên từ là đây đi đâu có các cái sắp cho mà. Con giờ là cái nhỏ càng như là cái quả của mình nhá. Đây 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 hay không rồi nhờ các con cố gắng nào. Con cố gắng nữa. Xít nó quả trứng rơi mất. Cố gắng lên. Giỏi. Cố gắng lên. Đi 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 đi. Cô tớ là con lợ. Cô tớ là con lợ. Cô tớ là con lợ. Ôi, cô tớ cũng là con lợ. Con lợ này hay không? Con là con chó, con lợn của tôi đã yêu lắm. Con mèo là con mèo mẫu của cô. Đây là cháu, đây đây, cháu con nhà đây. Rồi, cháu. Còn đây là mẫu của cô, mẫu của cô, thỏ mà. Con ở trang trường, và đây là mẫu của cô. Này con đang yêu thế này. Hai cái con đang yêu. Con đang yêu. Con đang yêu. Con đang yêu. Hai con là đáng yêu hơn tay này. Con là đáng yêu. Chân thì dài, tay thì dài. Rồi ngắm đi. Nào, còn mấy bạn nữa chưa hoàn thành nhỉ? Các con cố gắng thế nào? Sắp hết giờ rồi nhá, con cố gắng. Ừ, chúng ta là hết nào, bây giờ rồi cô mời các con nhẹ nhàng đứng xung quanh cái trang trại của lớp mình nhá, và cùng nhau xem sản phẩm của bạn nào đẹp nhất nào, con bạn nào nặng con vật đẹp nhất nhá. À, các con đã nhìn rõ bài của các bạn chưa? Rồi ạ. Nhìn rõ bài của rồi ạ. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau nhận xét về cái con vật mà chúng mình và các bạn vừa làm ra nhé. Vừa nặng ra này. Nào, bạn nào nào? Con. Nào nhận xét về sản phẩm của mình nào? Bạn nào nào? Nào có thể nhận xét về sản phẩm của mình nhé. Nào, giới thiệu về sản phẩm của mình. Nào, cô mời bạn Quân nào. Sản phẩm của con đẹp ạ. Con thưa cô, sản phẩm của con đẹp ạ. Cái gì mà đẹp không nhỉ? Hai con lợn sinh đôi ạ. Hai con lợn sinh đôi ạ. Chúng mình thấy bạn nặng có đẹp không? Có. Đúng rồi, bạn nặng là con lợn này, còn mình này, còn bốn chân này đúng không? Và hai con lợn này rất giống nhau cho nên bạn đặt tên là hai chú lợn sinh đôi đúng không nào? Còn bạn khác? Nào bạn khác nào? Các thích bài của bạn nào nào? Hai con nào? Nào con nào con thích bài của bạn nào nhỉ? Tôi sao? Có hai con lợn sinh đôi. À con thích bài đấy, vì sao con lại thích bài đấy? Là con gì ra? Hai con chó. Con chó à? Thế vì sao con được biết đấy là con bạn là con chó? Vì sao nhỉ? Mõm đúng không nào? Gì nữa nhỉ? Còn có gì nữa? Con còn chân dài này, gì nữa nào? Đuôi. Này còn gì nữa không? Tay nó thì làm sao đấy?
chú lợn. Chú lợn. Ừ, ấn nhạc vào làm sao nhỉ? Tớ thích lặn xuống đúng không nào? Rất là đáng yêu nhỉ? Thế còn bạn khác nào? Bạn nào nào thích bài của bạn nào nào? Thích con vật của bạn nào nào nào? Nào, cô mời bạn Thành nào? Thành thích con vật của bạn nào nặng nhỉ? À, con này con gì đấy con? Con có biết đấy là bạn là con gì không? Đấy là con lợn. Hắn rồi, thế giờ con xem đi con lợn của bạn như nào, con lại thích nhỉ? Con lợn của bạn như nào? Con lợn của bạn ấy đáng yêu à? Đáng yêu như thế nào nhỉ? Nó có cái gì nhỉ? Nó màu sắc à? Màu sắc như thế nào nhỉ? Bạn pha màu đẹp đúng không? Còn cái gì đây nhỉ? Cái đuôi nó làm sao đây nữa? Không ha, cái đuôi bạn rất là khéo, bạn rất là dài đuôi ra nhưng bạn lại còn bẻ cong đi để cái đuôi nó xoáy xoáy và rất giống con lợn thật đúng không nào? Đấy, bạn này là bạn gì nhỉ? Linh Nhi. Bạn gì? Bạn số 17, bạn Linh Nhi đúng không? Đấy, lớp khen bạn Linh Nhi một tràng vào tay nào. Con thích những bài nào được không? Con ạ. Con chưa được. Thái An thích bài nào nhỉ? Con thích bài này ạ. Vì sao con lại thích bài đấy nhỉ? Bài bạn làm con gì đấy? Con chó. Con chó như nào? Con chó thích nhỉ? Hai tay giống nhau. Hai tay giống nhau. Con gì đúng không? Không nhỉ? Đấy, vì vậy là hôm nay cô khen các con đã nặng rất nhiều những con vật đáng yêu. Mà những con vật này đều là những con vật nuôi trong gia đình đấy đúng không? Và cô Thu thích nhất một bài này. Các con biết cô Thu thích bài nào không? Không. Đây, đây cô thích bài này này. Đấy, chúng mình có biết đây là con gì không? Không. Cô Thu thích nhất bài con gà. Bài con gà do bạn nào nặng đấy nhỉ? Thái An. À, bạn Thái An đúng không? Đúng không Thái An? Bài này phải của con không? Có. Đúng rồi, bạn Thái An rất là khéo tay. Ở chỗ khác với những con vật khác là bạn nặng cái đuôi này. Đấy, đuôi của bạn nặng này. Dài và cong này. Ba cái chùm đuôi rất là đẹp. Các con nhìn rõ chưa nhỉ? Rồi ạ. Trông con gà của bạn rất là đẹp. Đấy là bài cô thích nhất đấy. Đấy, còn mỗi bạn thích một bài khác nhau đúng không nào? Và hôm nay cô khen tất cả các con đều nặng con rất là đáng yêu, rất là đẹp. Đấy, và các con cố gắng lần sau sẽ nặng đẹp hơn nữa. Các con đồng ý không? Có. À, và đây là con vật nuôi trong gia đình đấy. Thế nhà các con có nuôi con vật này không nhỉ? Có. Nuôi con vật này à? Có gì không ạ? À, thì các con sẽ phải, các con có biết là phải chăm sóc con vật này như thế nào không? Phải cho nó ăn. Cho nó ăn gì nữa nhỉ? Anh cũng cần nó. Thế con chó con đang chạy ra ngoài đường đó. À thì thế con làm thế nào để nó chạy ra ngoài đường nhỉ? Xích nó. Xích nó vào. Mà nhớ con chăm sóc nó bằng cách cho nó ăn đúng không? Và không bao giờ được đánh nó đâu. Các con nhớ chưa nào? Đánh nó rồi đó. Chiều nay chúng mình sẽ dùng cái trang trại này để trưng bày vào. Mình sẽ trưng bày sang trại này ở ngoài để cho tất cả bố mẹ chúng mình đến cùng xem. Các con đồng ý không? Vâng. Bây giờ chúng mình khoanh tay chào các bác các cô và nhẹ nhàng đi về lớp nhé. Chúng mình sẽ